Xin chào tất cả mọi người. Thì ở cái video ngày hôm nay thì em sẽ chia sẻ với các chị ở cái nguyên nhân vì sao mà cái bệnh phụ khoa của chúng ta nó cứ tái đi tái lại nhiều lần mà chữa lại không khỏi được dứt điểm nhé. Vâng, cái đầu tiên mà em muốn chia sẻ với các chị đó là do bệnh chưa được điều trị dứt điểm. Trong cái thời gian điều trị bệnh thì cái người bệnh chúng ta, chị em chúng ta thường thấy các cái triệu chứng bệnh nó đã thuyên giảm rồi này và nghĩ là bệnh đã khỏi rồi, cho nên là chúng ta ngừng đặt thuốc. Vâng, ngừng đặt thuốc như vậy là khiến cho cái khi mà chúng ta thấy những cái biểu hiện bệnh nó đã thuyên giảm rồi thì chúng ta lại ngừng đặt thuốc. Và khi chúng ta dừng liệu trình như vậy thì do cái mầm bệnh nó chưa được điều trị dứt điểm, nó chưa được, ví dụ như là chúng ta bị lấm này và chúng ta bị viêm, viêm loét. Thì khi chúng ta bị viêm như vậy ý, thì chúng ta mới điều trị được khoảng tầm 50-70% thôi. Thì cái lấm đấy nó chưa được tiêu diệt hết và cái ổ viêm của chúng ta nó chưa lành hẳn. Thì sau khi chúng ta ngừng điều trị thì nó sẽ lại lây lan bệnh, lấm nó lại phát triển và lại bị tái lại sau một thời gian ngắn các chị nhé. Cái tiếp theo mà em muốn chia sẻ với các chị đó là cái nguyên nhân là do chúng ta là chồng, người yêu mắc bệnh và chúng ta không điều trị mà chúng ta chỉ điều trị vợ. Người phụ nữ chúng ta điều trị còn chồng chúng ta lại không điều trị. Như vậy là khi mà chúng ta bị nhiễm lấm thì chúng ta lây chéo, rồi là khi mà vợ khỏi rồi thì quan hệ chúng ta lại bị lây lại từ chồng. Vâng, đấy là một cái nguyên nhân. Và nếu như chúng ta không điều trị kịp thời thì nó sẽ dẫn đến những cái triệu chứng, những cái biến chứng như là giảm khả năng thụ thai này, hiếm muộn, vô sinh, sảy thai hoặc là sinh non các chị nhé, thậm chí là gây vô sinh rồi là ung thư cổ tử cung khi các chị đi khám mà có những cái kết quả là bị viêm lộ tuyến độ 3 là đã có cái nguy cơ ung thư cao rồi. Như vậy thì là bệnh rất là nguy hiểm mà chúng ta cần phải điều trị kịp thời nhé. Và khi mà cái đời sống vợ chồng này, rồi khi mà bị viêm phụ khoa thì cái đời sống vợ chồng cũng như là tình cảm của ta bị giảm sút, cái sự ham muốn của chúng ta nó bị suy giảm và ngại ngùng, ngại chăn gối, ngại gần chồng và ảnh hưởng nghiêm trọng hơn là đến cái hạnh phúc của gia đình cũng như là rất là nhiều các cái anh chồng. Tại sao mà vợ xinh như thế, vợ trẻ như thế, vợ đẹp như thế mà lại không thích mà vẫn thích cặp bồ, hoặc là vì sao mà lại rất là ngại gần vợ, ra ngoài thì kiếm phở ăn rất là ngon. Bởi vì em bán thuốc em biết rất là nhiều chị làm ở quán bar này, rồi làm ở quán cà phê, rồi là quán massage đặt cái sản phẩm này của bên em để dùng. Đấy. Khi mà dùng cái viên đặt này vào thì là nó vừa khít, vừa thơm, vừa sạch. Đấy, bảo sao mà các anh không thích. Và khi mà chúng ta bị như vậy thì là chúng ta lên tham khảo và tìm hiểu cái sản phẩm nó thực sự hiệu quả để chúng ta dùng nhé. Và khi các chị có những cái biểu hiện như sau, đó là chúng ta bị khí hư da bất thường này, có màu đục, màu vàng, màu xanh như bã đậu, hoặc là vùng kín chúng ta có mùi hôi, ngứa, rát, đau rát khi quan hệ này, rồi là kinh nguyệt bất thường, đau đau vùng bụng dưới, hoặc là chúng ta cảm giác rất là khó chịu, ẩm ướt hàng ngày, thì các chị hãy sử dụng đến cái sản phẩm combo viên đặt phụ khoa Diệu Linh bên em các chị nhé. Đây là một trong những cái sản phẩm đang hot trên thị trường, bởi vì là cái đây dạng này là cái sản phẩm bên em nó là dạng viên đặt tự tan các chị nhé. Chúng ta đặt vào âm đạo và tự tan sau 3 ngày. Khi các chị sau 3 ngày các chị xông ngâm, dùng cái gói xông này cho em thì xông ngâm thì mảng viêm nó sẽ tự trôi ra. Hoặc là nếu như các chị bị viêm nhiều, mảng viêm quá nhiều thì các chị mới phải lách ngón tay vào lấy ra thôi. Còn đâu là mảng viêm nó tự trôi ra hết. Đấy, khi các chị tham khảo trực tiếp trên những cái phản hồi mà em có thể đăng ở trên trang thì các chị sẽ thấy những cái video và những cái hình ảnh mà khách đã gửi phản hồi cho bên em nhé. Và các chị đừng có ngần ngại mà khi chúng ta có những cái biểu hiện như em vừa kể trên thì các chị khi các chị quan tâm đến cái sức khỏe cũng như là cái hạnh phúc gia đình của mình thì các chị hãy tìm hiểu và tham khảo sử dụng cho mình cái sản phẩm nó an toàn, nó hiệu quả và có cái phiếu bảo hành các chị nhé. Sản phẩm của bên em là có phiếu bảo hành đấy ạ. Đây là phiếu bảo hành cam kết hiệu quả cho các chị nhé. Đấy, nếu như các chị phát hiện được trong cái sản phẩm này có chứa những cái chất độc hại hay chất cấm, những cái ảnh hưởng đến cái sức khỏe của chị em chúng ta thì sẽ được công ty đền bù 10 triệu đồng các chị nhé. Đấy, không có cái sản phẩm viên đặt phụ khoa nào mà lại có thẻ bảo hành cho các chị đâu ạ. Đấy, nên là những chị em nào có những cái biểu hiện như em vừa kể trên thì hãy để lại số điện thoại để tư vấn nhé.